Tchau. Có đâu à. Nhung tới Hà Nội tôi gửi chắc con cây đánh tía gửi chi va tiền. Rồi với là Glen lên là mình cũng mấy thùng rau câu rồi phải không? Thôi xạo vậy bán gì? À bán nước mắm hả? Bán mắm hả? Hèn vậy thôi, quá trời thôi. Lầy vậy kìa, vậy mà giấu lâu quá ha. Giấu tới giờ luôn ha. Coi nên tôi biết à trời. Ghê thiệt. Trời xin vô đó sao còn xin lượng má. Bởi vì tao tính quay qua tao nói mày đó. Hả? Không, buổi tối mẹ nó không cho đi chơi game. Thanh niên đậu má mình biếu tối không được mẹ cho đi chơi game. Vậy ba nó tỉnh vô ba đập nó như chó vậy. Chứ ông đánh là đổ ông đập nó độ ổng mà uống bia xỉn vô uống bia uống rượu vô rồi là no nó rồi đó. Tôi chỉ cần tôi lại nhà nó tôi nói ai biết nãy đâu nó gửi mày hộp thuốc hai điếu thuốc gì đó là no rồi đó. Bữa hả má nó đi chơi nó đi lên đi xa đâu á đi với thằng bạn đó ba nó xỉn ba nó lội đi kiếm vòng vòng rồi nó đút cái đầu về ba đánh nó chết mẹ luôn bệnh nó dinh bữa hả má. Bữa nào là quá tiêu rồi cũng lâu quá gì à không biết nó đi đâu á mà ba đi kiếm nó.